yên tâm, tôm sắp thắng rồi, tôm sắp thắng rồi bạn ơi. À, chú cá này sẽ chiến tôm. Chiến à, tôm có hai kẹp đang kẹp cá. À, các bạn ơi, này, mình giải cứu đi, giải cứu chú tôm đi. Mình sẽ bắt chú cá rồi đây. Tôm ơi, tôm bỏ đi đâu đấy? Ui, chú tôm xinh thế này. Chú có tôm này màu cam này. Ai, hải cảng này giơ lên để muốn chiến đấu này bạn ơi. Wow. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Ôi, Bibi ơi. Ôi, hôm nay sần lắm cá nữa nè, Bibi ơi. Bây giờ mình sẽ cho nước vào chậu để Bibi bắt các con cá đáng yêu vào nha. Ôi, các bạn ơi, lắm cá. À, Bibi bắt con rùa. Bibi bắt con rùa vào. Ôi, con rùa. Bibi ơi, Bibi bắt con rùa vào đây nào. Ôi, mình có chú cá vàng xinh không này. Wow, các bạn ơi, chú cá coi màu vàng ấy. Ui, chú ấy dễ khỏe quá. Rùa ơi, chạy đâu đấy, rùa ơi, chạy đâu đấy. Thế thả chú rùa vào đây. À, các bạn ơi, mình có chung một chú rùa bé xíu xíu này. Đây là rùa mẹ, đây là con. À, đâu xem nào. Bibi bảo có cái con gì đấy các bạn ơi. À, con tôm ấy. Con tôm đang đi chiến cá này các bạn ơi. À, các bạn ơi nhìn này. Đấy, nó chiến cá giỏi không này. Ây, à, chú cá này đang chiến sẵn bạn xem nào. Này, Cố lên, tôm ơi, cố lên, tôm sắp thắng rồi, tôm sắp thắng rồi bạn ơi. À, chú cá này sẽ chiến tôm. Chiến à, tôm có hai kẹp đang kẹp cá. À, các bạn ơi, này, mình giải cứu đi, giải cứu chú tôm đi. Mình sẽ bắt chú cá vào đây. Ôi, ui, chú cá này bạn ơi. À, chú cá đang bắt chú cá vào nha. Còn chú cá dậy thế này, chú cá sẽ bị đau đấy các bạn ạ. Mình sẽ bắt vào nước nha. Ây, tôm ơi, tôm bỏ đi đâu đấy? Ui, chú tôm xinh thế này. Chú có tôm này màu cam này. Ai, hải cảng này giơ lên để muốn chiến đấu này bạn ơi. Ôi, nhìn sợ không này. Bây giờ mình sẽ bắt chú tôm vào nha. Ây, tôm ơi, đi vào đây nào. Vào đây nào. À, mình sẽ thả tôm cùng các chú cá nha. Ui, thích quá này. Ở đây mình có chú cá coi nhỏ nhỏ màu vàng này. À, Bibi ơi, Bibi bắt cá à. Bibi bắt cá sao nào. À, Bibi bắt cá giỏi quá. Nào, cố lên Bibi. À, Bibi bắt cá giỏi quá. Bibi đến bắt cá tiếp nào. Hai à, nào, đến đây nào. Ôi, Bibi cố lên nào. À, các bạn thấy Bibi bắt cá giỏi không này. Ôi, à, Bibi siêu quá các bạn ạ. Nào, Bibi đến bắt cá cho Bibi con. Nào, đây, ui, đây mình còn rất nhiều những chú cá này. Ôi, những chú cá đáng yêu này, chú cá vàng xinh quá này. Bibi ơi nào, để bắt cá nào. Bibi bắt cá cho Bibi nào con ơi. Ôi, bắt nhanh lên nào, không kinh chú cá này. Dãy ngoài sân các chú cá sẽ bị đau. Ôi, thương lắm. Bibi bây giờ đang xả nước vào cho cá này các bạn ạ. À, Bibi đang tắm cho cá. Bibi ơi, Bibi tắm cho cá đúng không? Thôi được rồi, tắm cá mát rồi, bây giờ mình sẽ thả cá vào đây nha. Con cá kia cô ạ. Ừ, ôi, mình sẽ thả riêng. Mình sẽ để riêng chú tôm nhỏ nhỏ này ra nhá. Không mấy chú cá. Chú cá đẻ vào chú tôm thương lắm. Mình sẽ thả riêng ở đây nhá. Bây giờ mình sẽ bắt chú cá coi riêng vào trong chậu nước này nha. Thôi con ơi, xả nước thế thôi, không đau chú tôm đấy. À, chú cá này các bạn ơi. Chú cá mập biển này. Ôi, chú cá mập biển to xinh quá. Xinh lắm. Này, chú cá coi màu trắng các bạn nha. Chúng ta có nhiều con vật đáng yêu không này. Ai, chúng ta có một chú rùa nhỏ xinh xinh này, bé xíu 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 luôn. Đây sẽ là rùa mẹ, đây sẽ là rùa con. Và đây là rùa ba, một gia đình nhà rùa các bạn ạ. Ôi, yêu thương không này. Nếu các bạn yêu thương gia đình nhà rùa, bấm like theo dõi kênh ủng hộ gia đình nhà rùa nha. À, còn con này nữa. Đây, còn con cá con này nữa này. Ôi, cẩn thận nó rơi. Cá coi vào đây đi nào. Ôi các bạn ơi, mình có nhiều các loại cá xinh quá này. Đầy đủ các màu này. Đấy, các bạn nhìn chú tôm này có đáng yêu không? Ơi, sao có chú tôm đáng yêu như này? Hai cái càng, hai đôi mắt này. Ôi, hai cả lúc nào cũng giơ ra để muốn chiến luôn các bạn ơi. Đây, Bibi có sợ không? Bibi sợ xem nào. Sợ đi. À, em muốn chiến thế thôi nhưng mà em ngoan lắm các bạn ạ. Ôi, yêu thương lắm. À, các bạn ơi, hôm nay mình ngoài sân này. À, mình đã bắt được rất nhiều những con vật đáng yêu. Bây giờ mình sẽ thả các con vật đáng yêu này vào để nuôi nha. Nuôi các bạn đấy nha. Wow, bye bye, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau.